Hãy xem cả thế giới đang xem gì trên YouTube. Lướt những đề xuất dành cho bạn trên thẻ trang chủ. Hoặc xem những gì đang thịnh hành. Đăng ký các kênh mà bạn ưa thích để cập nhật những video mới nhất. Bạn cũng có thể giảm lượng dữ liệu dùng trong khi xem video với vài bước đơn giản và chọn lượng dữ liệu bạn muốn sử dụng. Tùy chọn chất lượng video thấp hơn để tiết kiệm dữ liệu. Thật dễ, giờ hãy tự mình thử thôi!